Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện với nhà thư họa Vũ Hối. Khi chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị tác giả Vũ Hối với rất nhiều thi họa mà ông đã viết nên. Thì thưa ông, Phiến Năng được biết là ông ở trong nước Nhật, họ đưa tên ông vào trong danh sách trong cái bộ tập gọi là thư đạo của Nhật Bản. Vậy thì tôi ông có thể cho mọi người biết là thư đạo có nghĩa là gì ạ, thưa ông? Thư đạo là như là chữ Judo của Nhật Bản. Thư đạo tức là theo cô biết là bên Nhật Bản cái gì họ cũng quý cả, một người một cái ngành nào, nhưng mà trà đạo rồi thư đạo là cái lối viết của người ta, thành nó cũng thành một cái đạo. Trước khi họ viết họ cầu kỳ lắm, họ phải rửa tay sạch sẽ. Cái người đối diện mình với ai rồi dùng một tách trà với nhau, để trong khi nói chuyện đó thì họ biết cái tâm lý của cái người muốn viết để với nhau là thế nào, để họ mới thể hiện qua cái nét bút. Khi mà nói tới thư đạo của Nhật Bản thì chúng ta nói đến cái nền văn hóa Nhật Bản, và người Nhật đó thì thưa quý vị họ chú trọng đến đạo đức. Khi mà họ viết một cái câu thơ hay là họ đặt chữ họ viết thì quý vị thấy cái chữ của Nhật Bản đó nhìn thì nó giống chữ đại hàng. Nhưng mà quý vị phân tích kỹ thì nó có những cái Gothic, nó có những cái góc cạnh mà nó sẽ không giống. Tại vì cái người Nhật đó khi mà họ viết một cái chữ thì cái chữ đó nó hàm ý và nó mang cả cái tâm tình, cái sự gọi là chuẩn giáo, là họ hướng dẫn con người ta sống đạo đức. Làm cái gì cũng phải đạo đức, đạo đức. Viết thì phải đạo mà. Quý vị thấy từ mềm tới cứng, cho nên quý vị thấy thư họa của ông Vũ Hối khi mà đặt bút xuống thì nó rất là mềm mại, nhưng mà khi dứt một câu thì chữ dứt đó dứt khoát và phải sắc nét. Có phải không ạ, thưa ông? Đúng rồi. Đó là kết của một cái chữ trong thư họa. Thì Phiến Năng thì thật sự không phải là cái người viết được thư họa, nhưng mà rất mê thư họa. Vì mê thư họa nên cũng tập làm thơ để nhà, để ông Vũ Hối viết cho những cái thư họa tôi đó. Tôi có biết bài của cô, tôi thích đấy. Cái thơ rất là nó thanh cao tao nhã, thì tôi viết thích lắm. Cô nói này là cái thư đạo trong cái thư điển, thư đạo của Nhật Bản và cái thư đạo của đó. Thưa quý vị, duy nhất có trong cái tác phẩm của ông Vũ Hối 60 năm văn học và nghệ thuật thì ông Vũ Hối đã có trình bày cho chúng ta thấy rằng là tên của ông đã được nằm trong thư đạo của Nhật Bản. Cái điều đó chứng tỏ rằng là tên của ông và cái tài năng của ông đã được trải rộng khắp nơi trên thế giới. Ông có thể cho biết là tại sao người Nhật Bản họ lại hứng thú với cái thư họa của ông? Thưa cô Phiến Đăng, là cái đó tôi cũng không biết tiếng Nhật, tôi cũng không có từng gửi đi, mình có biết tiếng Nhật đâu, biết ở đâu mà gửi. Thì họ thấy ở trong tất cả những cái thư viện của mấy cuốn sách của tôi rồi họ sưu tầm ra, họ muốn sưu tầm cái chữ Việt Nam hay thư họa Việt Nam hay thư đạo Việt Nam ở đâu, họ kiếm trong mấy thư viện, họ thấy mấy cái thư họa của tôi trong đó thì họ mới in trong cái từ điển của họ. Mà xin lỗi, tôi thì không biết tiếng Nhật nên họ gửi qua tôi một cuốn sách, tôi có đâu biết tiếng Nhật đâu. Có một lần tôi gặp ông Dr. Morita, ổng là người Nhật Bản phải không cô? Ổng là bố người Nhật. Tôi nói xin lỗi bác sĩ, tôi không có biết tiếng Nhật, trong cuốn sách này nó nói về Việt Nam mà trong nó nói tôi thấy chữ tên tôi biết thôi chứ tôi không biết họ nói cái gì. Ổng nói tôi rất là ngạc nhiên, người Nhật Bản ít khi nó để vô cái thư đạo của họ độc quyền đó cô, chứ nó độc quyền cái đó thư đạo của họ mà Việt Nam đó. Thì là tôi cũng ông Dr. Morita ông nói tôi cũng không nghĩ sao là cái người Nhật Bản mà họ để ông, có lẽ họ thấy cái nét của ông quá đẹp họ để vô cho họ đâu biết cái chữ Việt Nam nó ra làm sao. Vì tôi biết cái chữ Việt Nam mà mình cũng không biết tiếng Nhật, họ cũng không biết tiếng Việt Nam, họ để vô đây là người Nhật Bản họ quý trọng cái này mà sao họ để vô đây, là tôi rất là ngạc nhiên. Rồi ông mới dịch cho tôi nói về tranh Tây Phương ấy, về tranh sơn dầu như của tôi thì Âu Châu nó nói rất hay, nhưng mà thư đạo chỉ duy nhất thế giới là nó viết, nó là cái ngành cha đẻ của mà thư đạo mà, thì nó viết rất hay, từ cái nét bút cách nào này nọ, từ cái này nó diễn tả hết cái người đó.
hồi đó từng gặp mình đó, mình không biết nha. Thì sau cái bài đó rất là hay. Dạ vâng, thì quý vị như phía Nam đã nói với quý vị đó, cái văn hóa của người Nhật Bản, cái đời sống của người Nhật Bản luôn luôn hướng cái người dân của họ trưởng thành và lớn lên trong cái tinh thần đạo đức. Người Nhật á là họ làm cái gì cũng phải tin vào thần. Ví dụ như như quý vị đã từng nghe anh Thắng của công ty du lịch NTNT nói cho chúng ta nghe về cái phong cách sống của người Nhật. Hay anh Đỗ Thông Minh nói chúng ta biết về cái văn hóa Nhật là nghĩ người Nhật ngay cả cái hoa anh đào của họ cũng họ tin là cái cây hoa anh đào cũng có thần ở trong đó. Cho nên khi chúng ta đến nước Nhật đừng bao giờ bẻ cái cây hoa anh đào vì thích, mà níu cái cành anh đào để mà chụp hình cũng là mình phạm thượng đối với người Nhật. Thành ra có mỗi một nước nó đều có một cái nền văn hóa, và người Nhật vì họ tin vào thần đạo cho nên là quý vị thấy rằng là cái chữ gì của họ cũng phải có chữ đạo, đạo sống. Thư đạo tức là cách viết chữ để mà cái chữ nó sẽ nó sẽ hướng con người ta đến cái cách sống nào. Có thể là phía Nam nghĩ rằng là cái thư họa của ông Vũ Hối từ cái nét mềm mại và đi tới cái nét cứng rất là giống cái tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật. Họ sống rất là nhu thuận. Quý vị thấy từ cái đi, cái đứng, cái ngồi của họ rất là nhẹ nhàng và rất là thanh tao. Nhưng mà cái tinh thần thì rất là bất khuất. Có lẽ vì thế mà người Nhật họ nhìn cái chữ thư họa của ông Vũ Hối, họ cảm thấy bị xúc động và cảm thấy một cái sự tương đồng trong cái cách sống của người Nhật, cho nên đã đưa cái chữ viết của ông vào thư đạo của người Nhật. Cảm ơn cô. Bây giờ trở lại thì phía Nam muốn hỏi ông thêm một điều nữa là khi ông sống tại Việt Nam, trưởng thành và lớn lên tại Việt Nam, cái lý do nào khiến ông cảm thấy rằng là tại sao ông vẽ tranh, ông có rất là tài năng, ông viết, ông vẽ rất là đẹp thưa ông, nhưng mà tại sao ông không đi vào cái ngành mà họa, họa tranh, họa ảnh mà ông lại đam mê vào chữ viết? Xin lỗi cô Phiến Đăng, là tại cái ngành thư đạo của tôi nó ác hẳn cái hội họa, chứ tôi gốc ra là cái người họa sĩ. Đó, gốc là họa sĩ. Nhưng mà sau này xin lỗi cô, là hồi đó tôi cũng triển lãm nhiều hồi trước ở Việt Nam. Ông giám đốc Lê Văn Lắm ông là đưa qua bên để dự triển lãm quốc tế. Ông thì ngoại trưởng Lê Văn Lắm. Đúng, ông thì may mắn cái Việt Nam được một cái giải đầu, giải khuôn hội họa quốc tế năm 1963 ở Hoa Kỳ. Thì là được mời mấy ông đi và mấy không ông ngoại trưởng Trần Văn Lắm chứ ạ? Không, Lê Văn Lắm là giám đốc nhà mỹ thuật học vụ ở Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái từ điển nó có đó, thì đưa đi thì may mắn hồi đó được một cái giải khôn người hội họa. Thì trong người nào cũng như đá banh cũng chẳng có gì quan trọng với cô Phiến Đăng, là cũng như cầu thủ nước nào có đội thủ nước là thì được cái tổng thống nước họ ban cho này khôn nguyên, tiếp, khôn nguyên là, thì tiếp đó thôi. Rồi sau này hình như sau này tôi ít vẽ hơn, là vì cái thư họa nó choáng nhiều thời giờ của tôi quá, mà tôi lại thích thú cái đó hơn. Nó gọn gàng hơn nữa, mà nó hay, nó diễn đạt hơn. Vì có hay là vì cái tranh cũng có cái hay, mỗi một cái bộ môn nghệ thuật đó, cô Phiến Đăng, là mỗi ngành có một cái đẹp riêng của nó. Vì có tiếng nói, hai cái tôi chọn xin lỗi là được có cái tiếng nói quốc tế, là một cái thư họa, là vào một cái hội họa. Cái tranh nó khó phải dịch. Nếu mà tranh mà dịch ra thì traduce ra here, nó phản nghĩa lại. Cũng như thư đạo, họ thấy cái đó đẹp là đẹp, chứ cũng như bây giờ nói mình chệch cái vấn đề kia mà cô thấy một người con gái, người con gái đẹp là càng quý, nhưng mà cái duyên dáng của cái đó còn quý hơn nữa. Cho nên ông Vũ Đình Liên đó qua mỗi năm qua Đào nữa lại thấy ông đồ già đó qua tay thảo những nét như vừa múa rồng bay, thì cái duyên dáng của cái nó đẹp hơn, vẫn đẹp ngang hàng cái đẹp của một cô thiếu nữ, cái duyên đấy. Đó, thì tôi nghĩ nó vậy. Thưa quý vị, khi ông nói tới cái duyên thì chúng ta nói là đời sống đời sống của con người ta nó phải được kết tụ từ cái duyên, và cái duyên nó đến cái nghiệp. Thì có lẽ là ông khi ông nói tới cái duyên thì chắc có lẽ là ông đến với thư họa cũng là do cái duyên các đúng bạn. Cô. Vậy đúng thì rồi. Cái duyên của ông đến với thư họa là như thế nào? Cái đó không cần biết rồi, không biết rồi. Nó cái mọi cái nó đến rất tình cờ, mình không biết đến lúc nào mà nó nhập vô trong mình nữa cô, cho không biết, mình không định. Bởi vì cái ngành hội họa thì mình có học, như học về màu sắc, pha màu thế nào. Còn cái thư họa là một cái như nó riêng biệt, từ xuất phát từ cái tâm của mình ra nhiều hơn. Tùy theo câu thơ họ đưa đó mà tôi viết cái lối nào.
lối đó dùng thủy tự hay là trúc tự hay là thủy tự hay là này nọ thì tùy theo câu thơ của người ta đưa cho mình. Hồi ở San Jose tất cả tôi đi, hơn 20 năm ở Mỹ đấy cô Phiên Đăng, là tôi chỉ ăn Tết được ở Việt Nam có một cái khi mới qua, còn tất cả là tất cả các nơi. Hồi đi Úc, đi Canada, đi này nọ, đi họ mời đi để mà xin chữ cho đồng bào, mà tôi rất quý là đồng bào Việt Nam rất là xính chữ Việt Nam. Cũng như là hồi xưa có cái chữ người tử tù đó, dạ vâng, họ viết của Nguyễn Tuân viết đó, hay là bài thơ Vũ Đình Liên của ông Đồ Già đó, mà hình như cái hiện thân của ông Đồ Già ngày xưa là tôi bây giờ đó, cũng 80 mấy tuổi rồi cơ, ông Vũ Đình Liên, qua tay thảo những nét cho phượng múa rồng bay. Thì cái làm, mà cái vui nhất là mình còn làm được một cái vui gửi đến cho người ta là tôi quý rồi. Dạ vâng. Thưa quý vị, Phiên Đăng lại tạm ngừng trong giây lát và mời quý vị theo dõi vài cơ sở thương mại bảo trợ cho Lidl Sài Gòn TV, và Phiên Đăng sẽ trở lại sau. Cảm ơn quý vị.